Sẽ có tới trên 80% sản lượng hạt tiêu của Việt Nam khó có cơ hội vào châu Âu, thị trường vốn chiếm 23% tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam hàng năm, khi Ủy ban châu Âu chính thức áp mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Theo thông tin chính thức từ Hiệp hội Gia vị châu Âu, vấn đề tồn dư thuốc bảo vệ thực vật sẽ được thị trường châu Âu tập trung soi xét cẩn trọng hơn, bởi trong năm 2016, chỉ có 17% trong tổng số 799 mẫu hạt tiêu đen nhập vào EU có mức dư lượng tối đa cho phép dưới 0,05 BBM. Trước mắt, Ủy ban châu Âu chính thức áp mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật lên hạt tiêu nhập khẩu, giảm mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tối đa cho phép trên hạt tiêu từ 0,1 bbm xuống 0,05 bbm. Các chuyên gia nhận định nếu việc áp dụng mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tối đa cho phép trên hạt tiêu thay đổi thì sẽ rất khó khăn cho hạt tiêu Việt Nam nhập khẩu vào châu Âu trong thời gian tới. Điều này đồng nghĩa với việc năm 2017 sẽ có thể có tới trên 80% hạt tiêu của Việt Nam vốn vẫn xuất qua thị trường này, khó có cơ hội vào được châu Âu. Thị trường vốn tiêu thụ sắp xỉ 40.000 tấn, chiếm 23% tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam hàng năm. Diện tích trồng hồ tiêu cả nước ước đạt 80.000 hecta, sản lượng đạt hơn 150.000 tấn một năm. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xem xét ban hành các quy định mới liên quan đến một số hoạt chất bị nước ngoài cấm sử dụng hoặc đã có thông báo sẽ phải ngừng ngay việc sử dụng trên cây hồ tiêu.